Khúc Thừa Dụ đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng Tiết Độ Sứ. Cuối thế kỷ 9, ở Trung Quốc có nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra, nhà Đường suy yếu. Lợi dụng thời cơ đó, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân nổi dậy. Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, nay là Ninh Giang Hải Dương, thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hòa, hay thương người, được nhân dân mến phục. Giữa năm 905, Tiết Độ Sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhân dân đã đánh chiếm thành Tống Bình, rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ. Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ Sứ An Nam đô hộ. Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ Sứ được 2 năm thì mất vào năm 907, con trai là Khúc Hạo nối nghiệp cha.